Sáng nay, ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu sĩ tử cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn. Theo chia sẻ của các em, đề thi vừa sức, không quá khó, ghi nhận của phóng viên VTC 14. Từ hơn 6 giờ, tại điểm thi trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều thí sinh đã có mặt. Ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thì điểm mới của năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm mang vào phòng thi. Điểm thi trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Năm nay thì có những cái vật dụng mới bộ không cho mang vào phòng thi, ví dụ như là giấy than hay là bút xóa, điện thoại hay là những cái đồng hồ thông minh. Và thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị từng cái thùng cắt tông lớn để đồ cho các con và đảm bảo khoảng cách đúng như bộ đã chỉ đạo. Chiều hôm qua thì cán bộ coi thi cũng đã hướng dẫn các con rất là cẩn thận, chi tiết. Thế nhưng bên cạnh đấy thì chúng tôi thường xuyên nhắc ở dưới loa để làm sao cho các con cẩn thận hơn và chú tâm hơn về cái việc mà không mang những vật dụng không được phép mang vào phòng thi. Tôi đã rất sát sao từ hôm qua cho đến tận sáng nay, vẫn nhắc nhở lại và kiểm tra lại tất cả những đồ dùng cá nhân cần phải đến phòng thi là gồm những điều gì đều dặn dò lại, kiểm tra lại các con, là những gì không được mang vào phòng thi là phải dặn các con tuyệt đối, ví dụ như điện thoại hoặc là những đồ dùng cá nhân để ở ba lô. Thì trường đã có một cái địa điểm để cho các con gửi đồ, thế nhưng cũng rất là mong các con là ví dụ bắt đầu từ buổi sau, là từ chiều nay thôi, hạn chế mang những đồ vật cá nhân mà không được mang vào phòng thi để tránh mất thời gian phải đi gửi. 7 giờ 35 phút, các em chính thức vượt vũ môn với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Thời gian làm bài là 120 phút với hình thức tự luận. Đề thi được cho là vừa sức, cộng thêm nhiều em đã trúng tuyển vào các trường đại học sớm nên tâm lý của các sĩ tử khá thoải mái. Thực ra thì em đã có trúng tuyển sớm rồi ạ, nên là em không cảm thấy áp lực lắm, em vẫn rất vui vẻ thế ạ. Em nghĩ đề thi hôm nay thì khá là vừa sức và em thấy nó cũng khá là ổn, cũng trúng tủ được hơn một nửa ạ. Khi em thấy đề thi này em thấy khá là vui và trúng tủ, và em tin rằng là điểm thi này lần này em sẽ được điểm cao ạ. Em cũng không bất ngờ lắm, tại vì hôm qua nằm mơ, em đã mơ về đất nước rồi cho nên là cũng trúng tủ. Dự đoán là em chắc tầm 9. Thực ra là cũng hơi trúng tủ đấy ạ, tại vì em học tập trung vào tác phẩm này cũng khá là lâu rồi. Thế thì em thấy đề cũng ổn ạ. Em nghĩ là đề thi này không quá bất ngờ với nhiều bạn, tại vì mọi người cũng dự đoán trước được rồi. Em không căng thẳng, em háo hức chờ thi toán ạ. Như vậy là các thí sinh đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hy vọng với thời tiết mát mẻ cũng như là với đề thi được cho là vừa sức của môn thi đầu tiên này thì các sĩ tử sẽ có thêm phần tự tin và thoải mái để bước vào môn thi toán chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 27 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi tốt nghiệp năm nay được lưu ý phù hợp với nội dung tinh giản đối với lứa học sinh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19 và đã có điều chỉnh trong chương trình học. Theo đó, sáng nay trước buổi thi môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra tại điểm thi trường trung học phổ thông B Duy Tiên, điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam và động viên học sinh, giáo viên ở hai điểm thi này. Theo Bộ trưởng, năm nay Bộ đã chỉ đạo tất cả các sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố tập trung lưu ý dành sự hỗ trợ cho thí sinh. Ngoài yếu tố đây là kỳ thi của lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006, thì các em dự thi năm nay còn là lứa học sinh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19 và đã có nhiều điều chỉnh trong chương trình học. Bộ trưởng cũng cho biết thêm, với các tỉnh vùng sâu, vùng xa, những địa phương chịu tác động của thời tiết, các tỉnh đã chủ động trong việc hỗ trợ thí sinh, di chuyển về điểm thi sớm hơn, nhắn gửi tới thí sinh, hơn 1 triệu thí sinh. Bộ trưởng mong các em hãy bình tĩnh, tự tin, thể hiện được mình một cách tốt nhất.
Thưa quý vị và các bạn, và cũng để giúp các sĩ tử đến với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông kịp thời, an toàn, sáng nay tại Hà Nội, lực lượng công an thành phố đã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng tại 196 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với hơn 4.500 phòng thi, ghi nhận của phóng viên VTC14. Ngay từ sáng sớm, vì lo ngại ùn tắc giao thông trong điều kiện trời mưa, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến điểm thi trường Trung học phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm từ rất sớm, trong khi phải đến một tiếng đồng hồ mới đến giờ vào phòng thi. 5:30 thì chúng tôi đã phải gọi các cháu dậy rất sớm rồi để chuẩn bị một tâm thế đi thi cho thật vững vàng. Ngay từ đêm hôm qua thì cái việc chuẩn bị quần áo, bút cũng như là các cái phiếu báo thi, thẻ dự thi đã phải có đầy đủ để sáng sau dậy là ăn sáng xong là con thể đi được ngay. Và khi sáng dậy hôm nay thì là thấy có trời mưa cũng khá lo lắng. Cũng rất sợ, giống như là cái năm các cháu thi vào cấp 3, trận mưa rất là to, vậy nhiều cháu đến thi là bị ướt. Khá là hồi hộp, dậy rất là sớm. Sáng nay mình dậy từ lúc khoảng độ 4 giờ, chuẩn bị các thứ cho con ăn uống xong và đưa con đến trường. Khoảng hơn 6 giờ, khoảng gần 6 giờ 15. Tới khoảng thời gian đông nhất là sẽ khoảng từ 6 giờ 40 đến 7 giờ kém là cái khoảng thời gian thí sinh đến đông nhất. Thì trong cái khoảng thời gian này thì sẽ hơi khó khăn một chút, là sẽ phải phân luồng giao thông. Sáng nay, dù lượng phương tiện di chuyển quanh các điểm thi đông, cộng với thời tiết có mưa, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng, thì Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh giao thông đã huy động lực lượng tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau các ngày diễn ra kỳ thi. Lực lượng cảnh giao thông chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa điểm thi trên địa bàn đơn vị quản lý, tại các tuyến nút giao thông có lưu lượng người và phương tiện tham gia đông, hay những địa điểm, những khu vực có khả năng xảy ra ùn ứ hay ngập úng khi mưa lớn xảy ra. Được biết trong dịp này, lực lượng cảnh sát giao thông rất thường xuyên có mặt tại các nút giao thông, điểm thi để làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh ra vào điểm thi đảm bảo an toàn và thuận lợi. 19 giờ tối ngày 26 tháng 6, đám cháy xảy ra ở một quán ăn gần công viên Cầu Giấy thuộc địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, kèm khói đen cao hàng chục mét làm cho người dân hoảng loạn. Vụ cháy đã được khống chế ngay sau đó, bước đầu không có thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, người dân tại đây phát hiện khói đen cao nên báo chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Hỏa hoạn bước đầu được xác định không có thương vong và thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được điều tra và làm rõ. Thưa quý vị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau một thời gian phối hợp với các quận, huyện, thị xã rà soát các chung cư mini, nhà thuê trọ trên địa bàn, kiểm tra hơn 3.000 chung cư chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, hoạt động sau khi luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực. Các cơ quan đã phát hiện 9.466 lỗi vi phạm, sau rà soát gần 3.600 tồn tại và 939 công trình vi phạm đã được khắc phục. Tính đến 15 tháng 6, Công an thành phố đã kiểm tra toàn bộ 37.000 cơ sở nhà thuê trọ thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Hơn 3.000 trường hợp vi phạm bị phạt gần 13 tỷ đồng, 672 trường hợp vi phạm bị tạm đình chỉ và 75 trường hợp bị đình chỉ. Hà Nội có gần 1.400 công trình cao tầng, từ 9 tầng trở lên, trong đó 91 công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Thiếu tướng Tùng cho biết, thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các sở ngành quận huyện kiểm tra, kiên quyết xử lý và tạm đình chỉ hoạt động những chung cư, nhà cao tầng vi phạm về phòng cháy chữa cháy, không để phát sinh những công trình vi phạm mới. Các công trình chủ đầu tư chây ì không khắc phục, Công an Hà Nội kiên quyết chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý. Thống kê từ năm 2014 đến hết năm 2023, chưa cập nhật vụ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội xảy ra 4.459 vụ cháy, làm 202 người chết, 271 người bị thương. Toàn thành phố cũng có trên 8.000 sự cố nhỏ như cháy rác, phế liệu, chập dây dẫn điện trên cột, chập điện, sơ suất trong đun nấu. 52% vụ cháy xảy ra ở nhà ở
hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh. Hơn 31.000 di tích lịch sử văn hóa lần đầu báo cáo thu chi tiền công đức, tổng số tiền thu được là 4.100 tỷ đồng. Thông tin trên nêu tại báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả kiểm tra việc quản lý tiền công đức tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa trên cả nước trong năm 2023. Cả nước hiện có hơn 31.200 di tích lịch sử văn hóa nằm trong danh mục kiểm kê di tích của địa phương. Các di tích này cơ bản đều có người đại diện hoặc ban quản lý chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động. Theo báo cáo của các địa phương, trong gần 31.600 di tích thành phần, gần một nửa có số liệu thu và chi. Số còn lại chủ yếu là di tích tư nhân, nhà thờ dòng họ không báo cáo. Tổng tiền thực thu trong năm 2023 của các cơ sở trên đạt 4.100 tỷ đồng, không gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng. Một số nơi có số thu lớn như Miếu Bà Chúa Xứ ở An Giang 220 tỷ đồng, Đền Bảo Hà Lào Cai 71 tỷ đồng, Nhà tù Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu 34 tỷ đồng, Đền Sóng Sơn Thanh Hóa 28 tỷ đồng, Đền Hùng Phú Thọ 26 tỷ đồng, Đền La Khê và Đền Trình Ngũ Nhạc ở Hà Nội lần lượt 28,3 tỷ đồng. Còn lại số thu tại các cơ sở tôn giáo khác gần 1.040 tỷ đồng. Xin được chuyển sang điểm tin giao thông số. Thưa quý vị và các bạn, sáng 27 tháng 6, 357 trên 448 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành với quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 388 trên 450 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Luật có hiệu lực thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Khoản 2 điều 9 của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Luật của Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về điều kiện sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định trên không phải là nội dung mới, mà được kế thừa quy định của luật giao thông đường bộ năm 2008, thống nhất với quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực giao thông đường bộ. Nếu không tiếp tục quy định, sẽ có nguy cơ gia tăng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, các vụ tai nạn giao thông đường bộ, dẫn đến làm tăng hậu quả, thiệt hại, đi ngược lại những cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức tiền bạc của nhà nước và nhân dân trong thời gian qua. Nghị định 100 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định lái xe bị xử phạt khi có nồng độ cồn vượt mức 0. Mức phạt cao nhất với người đi xe đạp là 400.000 đến 600.000 đồng, xe máy là từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 cho đến 24 tháng, ô tô từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 cho đến 24 tháng.